Ngày 6 tháng 6, Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh mở phiên phúc thẩm xét xử vụ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phát triển công nghiệp Tân Thuận, công ty cổ phần phát triển Nam Sài Gòn Sadeco phát hành giá rẻ 9 triệu cổ phiếu cho công ty cổ phần đầu tư và phát triển Nguyễn Kim, gây thất thoát tài sản nhà nước. Trong đó, ông Tất Thành Cang, nguyên phó bí thư thường trực Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, kháng cáo đề nghị xem xét lại toàn bộ nội dung tòa sơ thẩm. Ông Tất Thành Cang cho rằng hình phạt như án sơ thẩm đối với ông là quá nặng. Còn ông Tề Trí Dũng, nguyên tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phát triển công nghiệp Tân Thuận, chủ tịch hội đồng quản trị Sadeco cùng các bị cáo khác cũng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Phiên phúc thẩm dự kiến sẽ kéo dài trong 12 ngày do thẩm phán Trần Thị Thu Thủy, chánh tòa lao động, tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh làm chủ tọa. Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra vào đầu tháng 1 năm 2022, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt ông Tất Thành Cang 10 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Ông Tề Trí Dũng lãnh 20 năm tù về hai tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và tội tham ô tài sản. Các bị cáo khác nhận từ án treo đến 16 năm tù về các tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, tham ô tài sản. Theo bản án sơ thẩm, bị cáo Tất Thành Cang, Tề Trí Dũng cùng đồng phạm có nhiều sai phạm trong quá trình chuyển nhượng 9 triệu cổ phần Sadeco cho công ty Nguyễn Kim. Theo quy định, khi tăng vốn và chuyển nhượng quyền mua cổ phần, vốn văn phòng Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh tại Sadeco phải được thực hiện qua đấu giá. Tuy nhiên, những cá nhân liên quan đã phát hành 9 triệu cổ phần với giá 40.000 đồng một cổ phần mà không thông qua thẩm định giá, đấu giá. Hành vi của các bị cáo đã gây thất thoát 669 tỷ đồng cho nhà nước.